Những con thú máy này, ẩn sâu bên trong chúng là những linh hồn bị mắc kẹt. Nếu là một người bạn, chúng sẽ đối xử thân thiện, nhưng thường thì linh hồn chưa siêu thoát, hiếm khi kết bạn với con người. Phim bắt đầu với nam chính Mike là nhân viên an ninh tại một trung tâm thương mại. Anh phải chăm sóc đứa em gái Abby của mình. Abby bị mắc hội chứng trẻ tự kỷ, suốt ngày chỉ vẽ tranh và nói chuyện một mình với những món đồ chơi của nó. Mike là một người duy tâm, luôn tin vào thuyết giấc mơ. Anh tin rằng những điều nhìn thấy trong giấc mơ sẽ có mối liên kết nhất định với những ký ức của quá khứ. Trong một ngày làm việc bình thường tại trung tâm thương mại, Mike nhận thấy một thằng bé dường như đang bị một người đàn ông bắt đi. Thế là nam chính lập tức đuổi theo, cứ thế lao tới đẩy luôn ông kia xuống hồ nước, liên tục tẩn vào mặt người đàn ông tội nghiệp mà không để cho ông ấy kịp thanh minh thanh nga gì. Hóa ra đó là một sự ngộ nhận không hề nhỏ của Mike, đó không phải là kẻ bắt cóc mà là bố của thằng bé kia. Hậu quả tất yếu dành cho anh nam chính có máu nóng nhiều hơn máu não này là cái chát sa thải, khiến Mike phải đến gặp ông môi giới việc làm tên Jack Lan để tìm việc mới. Nhưng vừa nhìn qua bản lý lịch làm việc của Mike thì ông môi giới đã phải giật mình thon thót. Chưa có việc nào anh trụ lại được quá 2 tháng với cái tính nóng nảy của mình. Với cái lý lịch đó thì hầu như không có một nơi nào dám mạnh dạn tuyển dụng Mike. Nhưng khi anh đứng dậy ra về thì Jack Lan đã bất ngờ đưa ra một lời đề nghị cho Mike. Đó là công việc của một nhân viên an ninh trực đêm tại một nhà hàng đã ngừng hoạt động. Đáng tiếc là Mike không muốn làm ca đêm. Và trước khi ra về, Jack Lan đưa cho anh danh thiếp và bảo gọi lại cho ông ấy nếu anh thay đổi quyết định. Vừa lái chiếc xe cũ kỹ về nhà, bước đến cửa thì tờ giấy thông báo đòi nợ tín dụng quá hạn đã đập vào mắt Mike, khiến anh chán nản vô cùng. Đã thế anh còn phải tốn tiền thuê người giữ đứa em gái tự kỷ trong thời gian anh đi làm. Mệt mỏi là vậy nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn để khuyên nhủ Abby ăn tối, cho thấy Mike là một người anh hết mực yêu thương em gái. Sau đó đến giờ ngủ và vẫn như thường lệ, anh uống thuốc ngủ, mở cuộn băng cassette quen thuộc và chìm vào giấc mơ mà ở đó. Anh lại quay về ký ức của vụ bắt cóc đứa em trai năm xưa, giấc mơ mà anh đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần nhằm tìm ra manh mối kẻ bắt cóc. Theo đó, hồi Mike vẫn còn là một cậu bé đang tuổi ăn học, đã có một buổi đi cắm trại dã ngoại với bố mẹ và em trai mình. Khi mẹ bảo trông chừng em trai, Mike đã để nó chạy đi chơi một mình. Còn bản thân thì đi nhặt chiếc đĩa bay, mãi đến khi nghe tiếng động cơ xe ô tô gần đó, Mike mới hốt hoảng chạy đi tìm em trai thì đã quá trễ, nó đã bị một kẻ nào đó bắt đi. Chuyện đã xảy ra hàng chục năm về trước, nhưng Mike vẫn kiên trì lặp lại giấc mơ đó với hy vọng có thể lần ra manh mối kẻ bắt cóc em trai mình, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu khả quan gì. Sáng hôm sau, Mike cùng bà dì tên Jane đến gặp bác sĩ tâm lý đang điều trị cho Abby. Ở đó, dì Jane liên tục chỉ trích anh không đủ khả năng tài chính để chăm sóc Abby, nên bà dì đã yêu cầu Mike trao lại quyền nuôi em gái cho bà ấy, mà bà dì này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Bà ta muốn giành quyền nuôi Abby cũng chỉ vì số tiền trợ cấp từ chính quyền cho một đứa trẻ mồ côi. Nhưng nếu thất nghiệp thì anh chắc chắn sẽ bị mất quyền nuôi em gái khi dì Jane khởi kiện ra tòa. Vì lẽ đó mà Mike đành chấp nhận làm công việc trực đêm an ninh của ông môi giới Jack Lan đề nghị hôm trước. Thế là ngay đêm sau, Mike lái xe đến địa điểm làm việc do Jack Lan cung cấp. Trên đường đi, anh được Jack Lan kể lại câu chuyện về cái nhà hàng mà anh sắp phải trực đêm bảo vệ an ninh ở đó. Nó chính là nhà hàng bán bánh pizza có tên Freddy Fazbear, nơi cực kỳ nổi tiếng đối với trẻ em ở những năm của thập niên 1980. Tuy nhà hàng đã dừng hoạt động hàng chục năm, nhưng hệ thống giám sát an ninh của nó vẫn còn nguyên vẹn, tất nhiên là công nghệ cũ trước đây của những năm 80. Camera trong, ngoài nhà hàng, hệ thống chiếu sáng, cảnh báo đều được kết nối với phòng trực an ninh, ở đó có một cầu giao chính để đóng ngắt toàn bộ hệ thống điện của nhà hàng. Nhiệm vụ mà Jack Lan giao cho anh trong ca trực đêm là chỉ việc ngồi nhìn vào màn hình camera và ngăn không cho tên đạo trích hay phá hoại nào đột nhập vào trong nhà hàng. Tuy đã lỗi thời nhưng mọi thứ vẫn hoạt động tốt. Mike sau đó mở cuộn băng hướng dẫn quy trình an ninh của nhà hàng Freddy. Đoạn băng này cũng giới thiệu qua lịch sử hình thành nhà hàng bánh pizza này. Thứ làm nên tên tuổi nức tiếng của nó chính là những con thú robot có thể tự đi lại và thực hiện những thao tác mua vui cơ bản cho trẻ em. Chúng gồm gấu Freddy, thỏ Bonnie, gà Chica và cáo hải tặc Foxy. Cùng nhau chúng tạo nên ban nhạc thú máy nổi tiếng thời bấy giờ. Mike sau đó đến tủ đồ cá nhân và lấy áo nhân viên an ninh ra mặc. Tiếp đó là dạo một vòng quanh nhà hàng và tận mắt chứng kiến những con linh thú nổi tiếng kia ở đằng sau sân khấu. Đến 3 giờ sáng khi mọi thứ vẫn yên ổn, Mike đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc và giấc mơ về vụ bắt cóc em trai năm xưa lại một lần nữa được tái hiện. Nhưng lần này Mike gặp được 5 đứa trẻ dường như đã chứng kiến vụ bắt cóc. Tuy nhiên khi anh cố gắng tiếp cận và hỏi chúng về kẻ bắt cóc thì tất cả đã bỏ chạy, khiến Mike cố gắng đuổi theo một đứa, nhưng xui là vấp phải một hòn đá. Mà kỳ lạ thay khi cú ngã cũng được tái hiện ở đời thực, làm Mike tỉnh dậy và nhận thấy mình nằm sóng xoài trên sàn nhà. Điều này khiến anh cảm thấy rất lạ lùng. Kết thúc đêm trực đầu tiên, Mike về nhà và nói với cô giữ trẻ là mình đã có việc nên sẽ trả tiền trông coi Abby đầy đủ cho cô ấy. Cô này sau đó đến gặp bà dì Jane tại một nhà hàng. Bà dì keo kiệt đến mức không gọi đồ ăn sáng, khiến anh phục vụ phải ngán ngẫm mà bỏ đi.
Hóa ra cô giữ trẻ cùng anh trai đã thông đồng với bà dì, hòng tước đoạt quyền nuôi em gái của Mike. Mấy người này cùng nhau vạch ra một mưu kế hèn hạ, đột nhập vào nhà hàng pizza nơi Mike làm việc để cướp bóc phá hoại, nhằm làm cho Mike bị đuổi việc. Qua đó bà dì sẽ nắm chắc phần thắng trong việc giành quyền nuôi Abby. Hai anh em cô giữ trẻ đòi $2,000 tiền thù lao, nhưng bà dì bủn xỉn chỉ chấp nhận trả một nửa mà thôi. Sau đó trong đêm trực thứ hai ở nhà hàng Freddy Fazbear, Mike tiếp tục lặp lại giấc mơ đó, vẫn là năm đứa trẻ trước đó, nhưng lần này anh lại đuổi theo thằng bé với móc sắt trên tay. Khi anh định tóm lấy thì lại bị nó dùng móc sắt cắt một đường vào tay, rùng rợn hơn khi máu đen từ mắt nó chảy ra, khiến Mike phải giật mình tỉnh giấc. Mà ở thực tại lúc này, những điều kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện, những giọng nói trẻ con vang lên từ loa phát thanh, tín hiệu màn hình camera thì bị nhiễu, âm thanh máy móc rít lên hỗn loạn, kết hợp với những màn sấm chớp không ngừng, khiến Mike vội vàng chạy đến ngắt cầu dao trong hoảng loạn. Giữa lúc đó, hình bóng mập mờ của con cáo Foxy cũng xuất hiện ở cửa. Mike sau đó bật cầu dao để khởi động lại hệ thống điện nhà hàng, mọi thứ lúc này đã ổn định lại, con thú máy cũng đã biến mất khỏi cửa. Sau đó anh phát hiện thấy một chiếc xe cảnh sát qua camera, đồng thời một nữ cảnh sát đang gõ cửa. Mike lập tức ra mở cửa và nữ cảnh sát tự giới thiệu mình là Vanessa, trong khi Mike còn đang bàng hoàng khi nhận thấy vết thương thực ở trên tay. Thứ anh gặp phải trong giấc mơ thì Vanessa đã nhanh chóng tự mình đi lấy đồ sơ cứu để băng bó giúp anh, qua đó thấy được cô hiểu rất rõ về nơi này. Cô tiết lộ mình là một fan ruột của nhà hàng này hồi còn nhỏ. Vanessa thậm chí còn kể cho anh nghe một câu chuyện liên quan đến nhà hàng này. Vào năm 1980, một vụ án về năm đứa trẻ bị sát hại tại đây và thi thể của chúng đã biến mất một cách bí ẩn. Cảnh sát đã lục tung mọi ngóc ngách nhà hàng này nhưng đã không tìm thấy được gì và đó cũng là lý do khiến nhà hàng này phải đóng cửa và bỏ hoang từ lúc đó tới giờ. Vanessa sau đó cũng bật công tắc mở màn sân khấu để lộ ra bộ tứ linh thú của nhà hàng này. Chúng biểu diễn một bài nhạc quen thuộc. Sáng hôm sau khi hết ca trực, Vanessa chào tạm biệt Mike và khuyên anh chỉ nên chú tâm vào việc trông coi nhà hàng, đừng quá bận tâm đến những điều gì khác ở đây. Sau khi Mike khóa cửa ra về, mọi người anh em cô giữ trẻ đã bẻ khóa cửa cuốn và đột nhập vào bên trong. Bọn người này tỏ vẻ hớn hở mà không hề biết điều khủng khiếp đang chờ đợi họ ở cái nhà hàng bỏ hoang này. Bọn này bắt đầu lục tung nơi này, lấy đi những thứ có giá trị, còn lại thì thẳng tay đập phá. Một tên tiến vào nhà kho định cướp phá thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ một cái tủ ở góc tường. Tiến đến mở ra thì thấy một cái đầu robot bánh cúc cây, mà ngoái nhìn ra sau thì lại thấy cái đầu đó trên tay con gà máy Chica. Trước sự kinh hoàng của tên này, cái đầu robot đột ngột phóng tới cạp nát mặt hắn. Bên ngoài sảnh nhà hàng, tên mùng dâu đang đập phá cũng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của đồng bọn. Khi hắn đi đến kiểm tra thì lại lọt vào tầm ngắm của con gà máy Chica. Còn tên cầm đầu bên trong phòng an ninh cũng nhận thấy đồng bọn đang hoảng loạn bỏ chạy qua camera, khiến hắn không hiểu chuyện gì mà đi ra kiểm tra. Trong khi đó, tên mùng dâu đã chạy trốn vào một căn phòng, mà vừa bật đèn lên thì ôi thôi, con thỏ máy Bonnie đã đợi sẵn ở đó với cặp mắt đỏ rực, thế là một kết cục thê thảm cho hắn đã được an bày. Tên cầm đầu vừa đi tới thì cũng đúng lúc con thỏ máy bước ra. Nhận thấy sắc khí đằng đằng của nó khiến tên này thất kinh hồn vía mà bỏ chạy trong kinh hãi. Chạy vào lại phòng an ninh và nhìn vào màn hình camera, thì thấy con gà máy Chica bỏ cái đầu robot vào đường thông hơi dẫn đến căn phòng. Tên này hốt hoảng chạy đến chắn tấm lưới thép lỗ thông hơi vừa kịp lúc chặn được nó. Nhưng sau khi nó bỏ đi, tên cầm đầu ra khỏi phòng định chạy trốn ra ngoài thì cánh cửa thoát hiểm đã bị khóa trái. Âm thanh máy móc gầm gừ phát ra sau lưng khiến hắn sởn hết gai ốc. Và khi ngoái nhìn lại ra sau thì con cáo máy Foxy đã đứng lù lù ở đó. Và một cái kết thê thảm cho hắn là điều không thể tránh khỏi. Cùng lúc đó ở bên ngoài xe, cô giữ trẻ quá sốt ruột vì đợi đã lâu mà không thấy ai ra, nên cô ta quyết định vào trong để gọi mọi người. Và tất nhiên một kết cục kinh hoàng đã định sẵn cho cô này khi chạm trán với con gấu máy Freddy, cũng là con thú máy đầu đàn. Nó cứ đứng bất động ở đó, còn cô này không hiểu tò mò điều gì mà bắt ghế rồi leo lên nhìn sát miệng nó. Đột nhiên một bàn tay vươn ra tóm lấy cô ta, và thế là cái đầu của cô này bị cắt đứt ngay trong nháy mắt. Sau đó ở nhà Mike, trong lúc hai anh em đang trò chuyện về bà dì đáng ghét của họ, Vanessa đã bất ngờ đến thăm. Cô báo cho anh là nhà hàng Freddy Fazbear đã bị đột nhập và phá hoại. Mike sau đó kể về vụ bắt cóc bí ẩn của em trai mình hồi anh chỉ mới 12 tuổi. Anh cũng tiết lộ mình đã cố sử dụng giấc mơ để lục lại ký ức với hy vọng có thể lần ra được manh mối bị bỏ sót nào đó về kẻ bắt cóc. Tối đó, vì không thể liên lạc được với cô giữ trẻ nên Mike không còn cách nào khác phải mang Abby theo cùng đến chỗ làm. Abby được phép đến nhà hàng cùng anh trai nên mừng ra mặt, nhưng vừa vào trong thì thấy đồ đạc tan hoang. Mike sau đó bắt Abby đi ngủ, còn mình thì lo vác chổi đi dọn dẹp. Hì hục suốt cả đêm cuối cùng mọi thứ cũng gọn gàng đâu vào đấy. Xong đâu đấy thì cũng đã 4 giờ sáng, anh lúc này mới có thể làm một giấc. Mà ngay sau đó cô em gái Abby lại thức dậy và đi ra ngoài sảnh nhà hàng. Ở đó nó chạm trán với những con linh thú. Còn Mike trong giấc mơ cũng gặp thằng bé thủ lĩnh. Anh đánh tiếng hỏi nó có phải là một trong năm đứa trẻ bị sát hại ở nhà hàng Freddy Fazbear không. Nhưng nó không nói gì mà chỉ vẽ nguệt ngoạc lên đất hình một con thỏ, giống hệt hình con thỏ vàng dán trên tường trong nhà hàng. Sau đó Mike cũng thức giấc và không thấy Abby đâu, nên hốt hoảng chạy ra ngoài sảnh, chỉ để chứng kiến Abby đang vui vẻ bên những con thú máy chết chóc.
ánh mắt của chúng giờ đây cũng không còn vẻ sát khí, thay vào đó là vẻ mặt thân thiện. Abby cho biết chúng rất thích tranh vẽ. Cô bé cảm ơn chúng vì đã chơi cùng nó và vẽ tặng chúng một hình trái tim. Đồng thời trước khi theo Mike ra về, Abby đã trao cho con gấu Freddy đầu đàn một cái ôm trìu mến. Kết thúc đêm thứ ba, Mike chờ Abby về nhà. Nhưng giờ đây anh bắt đầu tin rằng năm đứa trẻ anh thấy trong giấc mơ chính là linh hồn của năm đứa trẻ bị sát hại năm xưa. Và khi nhìn vào những bức tranh Abby đã vẽ về năm người bạn đêm qua, anh đã lập tức nhận ra những con thú máy kia đang được chi phối bởi linh hồn của bọn trẻ đó. Sau đó trong bữa ăn sáng, Mike đã lấy ra một bức tranh Abby đã vẽ tối hôm qua. Nó miêu tả vụ bắt cóc đứa em trai của Mike, và khi anh gặng hỏi có phải cậu bé tóc vàng đã kể về vụ bắt cóc thì Abby đã gật đầu. Với vẻ mặt đăm chiêu, anh cố gắng dò hỏi về kẻ bắt cóc, nhưng Abby cho biết tất cả những gì những người bạn nó nói đến chỉ là về một con thỏ vàng. Vào đêm thứ tư, Vanessa cũng có mặt tại nhà hàng. Vừa đến nơi, Abby lập tức chạy đến với bọn thú máy và yêu cầu cả Mike lẫn Vanessa cùng nó bày trò chơi với bọn linh thú, thứ mà giờ đây chỉ còn vẻ ngoài thân thiện. Sau đó Vanessa cùng Mike vào nhà kho lấy đạo cụ, ở đó anh kể về năm đứa trẻ mà anh gặp trong giấc mơ và khẳng định bọn chúng biết rõ tung tích kẻ bắt cóc em trai mình. Bỗng sắc mặt của Vanessa biến sắc, cô gằn giọng bảo anh đừng cố tìm hiểu thêm nữa và bỏ đi ra ngoài. Vừa quay lại chỗ Abby thì thấy nó đưa tay đánh vào dây đàn, điều này dẫn đến một vụ chập điện khiến Abby bị thương tích. Vanessa sau đó yêu cầu Mike đưa Abby về và cảnh báo anh không được phép đưa Abby đến đây thêm lần nào nữa, nếu không cô sẽ sẵn sàng bắn anh. Điều này khiến Mike cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi về nhà, anh đã gọi cho dì Jane để nhờ trông hộ Abby vì anh muốn quay trở lại nhà hàng Freddy Fazbear ngay trong ngày. Anh ghé qua mua thuốc ngủ và nhanh chóng đến nhà hàng, cố gắng chìm vào giấc mơ để một lần nữa có thể gặp lại bọn trẻ ma. Ở đó bọn nó muốn anh thực hiện một cuộc trao đổi, chúng muốn Abby ở bên chúng mãi mãi. Đổi lại chúng sẽ thay đổi giấc mơ để anh có thể chơi đùa với đứa em trai thân yêu hàng đêm. Ban đầu anh dường như đã siêu lòng, nhưng cuối cùng đã làm chủ được lý trí. Và khi anh từ chối lời đề nghị, bọn chúng bắt đầu tấn công anh trong giấc mơ, khiến anh bị thương nặng. Mà ngay khi tỉnh dậy, Mike lại thấy mình bị trói chặt vào ghế. Và trước mặt là một cái đầu robot với những lưỡi cưa quay mòng mòng đang dần áp sát để xé nát mặt anh. Vô cùng hoảng hốt, anh tìm mọi cách xoay sở và khi thần may mắn luôn đồng hành với nhân vật chính, anh đã ấn được nút mở khóa để kịp thời thoát ra khỏi chiếc ghế trong gang tấc. Vừa định thần nhìn xung quanh thì lại thấy những cái xác của đám người đột nhập phá hoại. Quá kinh hoàng, anh vội lết đến cửa thoát hiểm để ra ngoài, nhưng cánh cửa lại bị kẹt. Còn đằng sau thì con cáo Foxy cũng lầm lì tiến tới. Trong khi đó ở nhà, bà dì Jane vô tư ngồi xem TV mà không hay biết rằng con gấu máy Freddy đang lù lù ở đằng sau. Khi Abby nghe thấy tiếng động và đi ra ngoài phòng thì bắt gặp thằng bé tóc vàng bước ra từ con gấu máy Freddy. Nó bảo Abby cùng nó đi đến nhà hàng và cô bé vui mừng đồng ý theo nó. Cả hai sau đó gọi taxi đi đến nhà hàng. Còn thi thể bà dì Jane thì nằm ngay đơ trên sàn nhà. Lúc này tại đồn cảnh sát, không hiểu bằng cách nào Mike đã được Vanessa cứu sống và băng bó thương tích. Anh sau đó kể lại cuộc trao đổi với bọn trẻ ma trong giấc mơ. Qua đó Vanessa hiểu được Abby đang gặp nguy hiểm. Đến nước này cô mới phải tiết lộ sự thật đằng sau vụ án năm đứa trẻ bị sát hại ở nhà hàng năm xưa. Và kẻ giết người man dợ năm xưa không ai khác chính là bố của Vanessa, người từng làm việc tại nhà hàng này trong hình dạng của một con thỏ vàng. Hắn đã giấu thi thể năm đứa trẻ vào bên trong những con thú máy. Bằng cách nào đó, hắn đã khống chế được linh hồn của những đứa trẻ xấu số, điều khiển chúng thực hiện những điều tồi tệ bên trong nhà hàng này. Đồng thời Vanessa cũng không giấu giếm, cho biết kẻ bắt cóc và sát hại em trai của Mike cũng chính là hắn ta. Vô cùng kinh ngạc trước những điều đã nghe, nhưng giờ đây nhiệm vụ trước mắt là phải đi giải cứu Abby. Vanessa đưa súng điện và roi điện cho Mike, bảo nó có thể làm rối loạn mạch điện tử của những con thú máy, nhưng từ chối đi cùng Mike vì sợ có thể phải đối đầu với bố cô ở đó. Mike sau đó lập tức phóng xe tới nhà hàng, anh lẻn vào trong qua lỗ thông hơi và rón rén tiếp cận đến sân khấu, nơi con gấu máy Freddy và thỏ Bonnie đang hát. Anh lấy xô nước đổ lên sân khấu, rồi dùng súng điện bắn vào dòng nước khiến hai con thú máy bị điện giật cho ngã chổng vó. Trong khi đó con gà máy Chica đưa Abby vào một căn phòng và định nhét Abby vào trong một con thú máy. Nghe tiếng hét của em gái, Mike đã kịp thời chạy đến, dùng súng điện bắn vào nó để giải cứu Abby. Chính tại khoảnh khắc này, Mike đã mở lời xin lỗi vì đã mãi mê chạy theo quá khứ với đứa em trai đã mất mà bỏ bê đứa em gái đang tồn tại bên cạnh mình. Hai anh em trao cho nhau những lời yêu thương và vội vàng tìm đường thoát khỏi nhà hàng, nhưng cái đầu robot Cookie đã đuổi theo. Nó bay đến cắn vào chân và lôi Mike lại. Thương tích đầy mình nhưng anh vẫn cố vung mạnh chân để hất nó ra, cố vói tay lấy cây roi điện, vừa kịp xiên một nhát ngay giữa miệng nó. Còn Abby thì chạy vào sảnh nhà hàng, ở đó con cáo máy Foxy đã phát hiện ra và đuổi theo. Abby hoảng sợ cố lẫn trốn vào hồ bóng nhựa, nhưng nó đã tìm tới. May mà Vanessa xuất hiện kịp thời cứu cô bé, còn con cáo máy Foxy thì phải nằm đo ván khi bị cô trích roi điện. Trong khi đó, Mike vừa chạy đến sảnh nhà hàng thì lại đụng độ một con quái thú cũ nát. Anh liền rút súng điện ra bắn nhưng nó chẳng hề hấn gì, nó lao tới hất văng anh ra xa. Hóa ra con quái thú này chính là ông bố của Vanessa trong hình dạng con thỏ vàng. Hắn bắt đầu hả hê lên tiếng, đầu tiên tao giết em trai mày, còn giờ là tới lượt mày.
Nói rồi hắn tung một cước ngay mặt nam chính, khiến anh bất tỉnh nhân sự. Hắn sau đó thức tỉnh lại những con linh thú, rồi rút dao định kết liễu Mike thì Vanessa đột nhiên xuất hiện, chĩa súng vào chính bố mình và yêu cầu hắn dừng lại. Hắn lột bỏ cái đầu thỏ để lộ ra bộ mặt thật mà bất ngờ thay, hắn cũng chính là Raglan, là kẻ môi giới việc làm cho Mike ở cái nhà hàng ghê rợn này. Hắn lầm lì tiến về phía Vanessa, nhưng bị cô bắn một phát cảnh cáo vào người hắn. Trong khi đó Abby lẳng lặng chạy đến gọi anh mình tỉnh lại. Mike cho biết hắn dùng bức tranh thỏ vàng để điều khiển linh hồn bọn trẻ. Anh bảo Abby vẽ lại để cho chúng thấy điều gì thực sự đã xảy ra với chúng. Còn Raglan, hắn bất ngờ lao tới đánh văng khẩu súng của Vanessa. Kinh khủng hơn khi hắn thậm chí nhẫn tâm dùng dao xiên luôn một phát vào bụng con gái hắn. Lúc này thì Abby đã vẽ lại bức tranh và ghim nó đè lên bức tranh cũ, giúp cho bọn trẻ thấy được bản chất thật sự của kẻ đã sát hại chúng, chứ không phải là bạn của chúng. Thế là mắt những con linh thú rực đỏ lên, chúng lầm lì tiến đến vây lấy kẻ mất hết nhân tính kia. Chúng điều khiển cơ cấu lò xo bên trong bộ đồ, siết chặt cơ thể hắn và tiếng xương sườn gãy kêu lên răng rắc khiến hắn phải quằn quại trong đau đớn. Chúng sau đó lôi hắn đi sền sệt trên sàn, còn Abby cùng Mike đến đưa Vanessa ra ngoài trước khi những con linh thú phá hủy chỗ này. Và Heo cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé!